Ở phía dưới cầm cũng có đây, có mấy cái nữa luôn. Dạ. Gồng với sợ gồng. Hả? Nó gồng với sợ. Đau à? Kim cho một thịt cho đau. Đau muốn khỏi được. Mặt mình bị xót luôn mà hả? Ngày xưa cô lúc dạy thì không không lên. Mới khi 24 hay 5 rồi á. Chả biết là mình lên lên. Trời, ai cũng vậy. Như con cháy nữa. Nhưng mà nó tao lấy tên tên thiết, tên xe mà nó gọi cái cổ thái mà nó gọi là cái tiết. Tên chủ tính mặt ấy. Này, bác sĩ. Ngầm chơi trên mặt với cô. Ủa sao cái mặt nó ngu quá này. Anh mũi nó đầy tôi. Cái anh đó phải đi hay nhận đi. Ừ thì nãy em nè mà. Ông bê mà. Thấy rồi mà đứng. Ông bê mà. Cầm quá nó đau, nó ngẩn ra. Kiểu như là cũng sốt ruột đấy.
nam thì là nam, mà nữ thì là nữ, kiểu dạng mà ông bà cũng năm bốn năm bố mẹ vì đứa em là nữ rồi muốn năm bố mẹ thôi. Bây giờ thì cái đó phải đi phẫu thuật chứ đúng không, nhưng mà phẫu thuật là nữ thì hắn là làm nữ thì bộ phận vốn là nữ thì làm sao cũng được hơn nam được chứ. Mẹ lì ghê. Nhá lùm đú kiếu ấy. Khi không biết cái gì nên mình đẩy đầu đẩy nhau.